Cả nhà ha, lại là Hiếu đây. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. Thì bây giờ em làm cập nhật mấy tình hình á, anh em hỏi về việc làm Dương á. Thì bên em còn gần đây nhất em mới ký cái công ty với Long An có hỗ trợ chỗ ở 3 tháng với Long An ha. Rồi công ty sản xuất hạt điều thì nhận nam lẫn nữ, nhưng mà công ty này thì nó sản xuất trong phòng máy lạnh, điều kiện của Đức chế độ ăn uống tốt, một suất ăn tới 35.000. Thì công ty này ngày mai là thứ tư bắt đầu nhận việc ha. Độ tuổi thì mở rộng nha bà con. Đối với các bạn nữ mà mình có con nhỏ, có điều kiện, có con nhỏ mà cần làm hành chánh thì bạn nên làm công ty này. Vì công ty này thì các bạn có thể là giữ con được mà làm ăn sản lượng vô trung bình 23.000 một ký. Ví dụ đó các bạn mới vô làm thì làm được 8 ký, còn nhiều bạn là 10 ký, mười mấy ký. Ví dụ bạn làm 12-13 ký là ngày cũng 300-400 ngàn rồi, mà mình làm có 8 tiếng thôi. Điều kiện là phòng máy lạnh sạch sẽ, còn nhiều khi cô mấy chị nào lớn lớn tuổi cũng làm được ha, tách ra lụa thôi. Còn công ty này hạt điều thì nam làm vận hành máy, công việc cũng đơn giản. Rồi tiếp theo là điện tử, hiện tại là mình có công ty điện tử Amac Bảo Hoàng, với chỉ đa phần là chỉ nhận nữ thôi. Giờ này các công ty điện tử nó cũng chưa nhận nhiều, TCL hay là Sài Gòn Tech đồ tạm thời giờ chưa có đơn hàng hết rồi, ngưng hết rồi. Khi nào có thì cập nhật sau ha. Tiếp theo thì còn công ty gỗ, nếu xét về gỗ là quanh năm suốt tháng không bao giờ hết việc. Nhờ mình gỗ bên mình còn ở bên Nam Tân Nguyên, gỗ trung bình 360.000 12 tiếng, công ty bao cơm 2 bữa, nhận cả nam lẫn nữ, độ tuổi thì cũng phải từ 18 trở lên, còn nếu dưới 18 thì nhắn tin riêng. Còn tiếp theo thì gỗ bên ở bên An Điền, An Tây thì cũng có ha, nhận nam nhận nữ. Còn đặc biệt có cái gỗ Bình Phước là mình đang cần gấp ha, gỗ trong Bình Phước thì cũng lương trung bình vậy thôi, nếu ngày tăng ca 4 tiếng thì cũng là 360.000. Còn nếu mà riêng về gỗ thì rốt đeo đó, anh em nào có tay nghề thì dặn quanh năm, tay nghề hàn, tay nghề chạm, tay nghề lắp ráp, tay nghề sơn là những các bạn nó không thể thất nghiệp được. Ngoài ra thì công ty may cũng vậy, công ty may thì cũng nhận quanh năm nếu có tay nghề. Còn giày da thì mình có nhận chính thức thôi, mình không nhận thời vụ ha. Nếu có thời vụ thì bạn làm công ty giày da trên khu nghiệp Trân Thành, Bình Phước á, thì nhận cả nam lẫn nữ, nhận cả nam lẫn nữ luôn, làm thời vụ. Còn nếu chính thức á, thì mình sẽ nhận ở dưới Bình Dương ha. Còn ngoài các công ty đó ra thì cũng còn một vài công ty khác nữa, nên thành ra bà con nào có tìm hiểu việc làm á thì có thể là các bạn Zalo với em qua số điện thoại 0943399539, em để phần bình luận á. Thì bà con nào để kết bạn với em xong, bà con cứ nhắn Zalo với em là tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, bà con muốn tìm việc làm như thế nào thì em tư vấn. Cũng có rất nhiều anh em dự định về Bình Dương làm thì cứ đắn đo sợ là về đây là hết việc. Chắc chắn là cái điều mà hết việc là không có đâu. Chỉ có là nhiều khi ở cái khu công nghiệp đó mình thất nghiệp mà mình không chuyển đi được, vì một lý do nào đó mà không chuyển đi được thì mình chịu. Giống như trường hợp bây giờ tỷ lệ thất nghiệp rất nhiều ở V-Ship 2 hoặc là Mỹ Phước, mà cũng thực sự ra cũng không phải thất nghiệp đó các bạn, cũng vì công việc nó không phù hợp thôi, chứ công việc thì không bao giờ thiếu ở Bình Dương này, chỉ sợ là không làm thôi. Rồi bà con còn thắc mắc gì bà con nhớ bình luận cho mình ha, mình sẽ làm video trả lời cho bà con. Chào bà con, chúc bà con nhiều sức khỏe.